kịp thời cứu sống chú đười ươi chới với giữa lòng hồ khi cố lấy thức ăn. Mặc dù có bản cảnh báo du khách không ném đồ ăn cho động vật nhưng vẫn có rất nhiều người vi phạm. Đỉnh điểm là sự việc vừa xảy ra tại vườn thú Safari Phú Quốc vào chiều hôm qua. Một du khách ném đồ ăn cho chú đười ươi nhưng không ném tới tận bãi đất mà lại ở men mé hồ, háo ăn, nên chú nó đã rướn người với nhưng do cỏ trơn nên đã trượt ngã và chìm lỉm giữa lòng hồ. Rất may nhân viên sở thú đã có mặt kịp thời, xử lý rất nhanh sự việc bằng cách ném phao bơi rồi nhảy xuống hồ cứu và đưa em nó lên bờ, sau đó tiến hành phương pháp cấp cứu và hồi sức cho chú đười ươi. Nhiều người chứng kiến cảnh tượng này cảm thấy xót cho chú đười ươi vì suýt chút nữa em nó đã ra đi mãi mãi. Hiện tại thể lực của chú đười ươi đã phục hồi sung mãn nhưng tinh thần vẫn còn khá hoảng loạn sau pha sang chấn đầu đời. Hy vọng du khách lấy đây làm bài học để rút kinh nghiệm, ai cũng chỉ có một cuộc đời thôi, người hay vật đều vậy cả. Sự việc xảy ra vào ngày 24 tháng 6 vừa qua tại vườn thú ở Phú Quốc khiến du khách và cả cộng đồng mạng đều không khỏi xôn xao. Sự việc khiến những người có mặt trong sở thú không khỏi hốt hoảng. Còn cộng đồng mạng khi theo dõi đoạn clip bày tỏ sự bức xúc trước sự vô ý thức của một bộ phận du khách không tuân thủ quy định. Xem mà thấy thương quá. Cố với lấy đồ ăn thôi mà sang chấn đến vậy. Mong du khách tham quan có ý thức hơn chút. May mà được cứu kịp thời. Sở thú cũng có quy định rõ ràng rồi mà, sao vẫn cứ bất chấp mà ném đồ ăn vào vậy?